thiên đường gọi tên. Nàng ngồi trước mặt tôi rất gần, cách nhau cái mặt bàn, đáng lẽ có thể gần hơn, vì tôi bước vào, dù đúng hẹn, đã thấy nàng có vẻ ngồi đấy từ lâu. Dáng như tạo thành vết, kéo ngay ghế bên cạnh, nhưng tôi kịp nhanh chân ngồi ghế phía đối diện. Dù vẫn đúng giờ như ngày nào, nàng bắt đầu khi tôi vừa kịp ngồi. Sao Thụy đến sớm vậy? Vì em trễ hẹn anh cả 6 năm rồi, anh chẳng thay đổi là mấy. Còn Thụy thì khác quá. Dù không cố tình quan sát, nhưng tôi dễ dàng nhận ra sự thay đổi, nên Trang dùng từ thành đạt. Ở nàng, sự thành đạt người con gái tuổi 28 liệu có là quá sớm. Nàng để tóc uốn đuôi, hơi màu hạt sẻ, mắt và môi kẻ đường khá nhẹ, nhưng ăn nét, nên nổi bật. Váy màu mỡ gà càng làm tôn làn da và bầu ngực khá đẫy, trắng mịn, nét đẹp sắc và lạnh. Anh còn nhớ quán này chứ? Nàng hỏi như muốn kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ ngỡ ngàng, thoáng chốc trong đầu. Ừ, vẫn nhớ. Cũng 6 năm rồi anh không vào đây, hình như quán mới đổi tên. Em đổi tên đấy, thiên đường gọi tên, thay vì giấc mơ thiên đường, em mới mua lại quán, thiên đường này là của chúng ta, chứ không phải giấc mơ nữa dù ạ. 6 năm kể cũng dài, nhưng chúng ta sẽ làm lại từ đầu, anh vẫn yêu em đúng không? Nàng nói và đưa tay qua nắm bàn tay tôi. Lâu nay em sống thế nào, hạnh phúc chứ? Để tránh câu hỏi đột ngột của nàng, tôi buột miệng một câu sáo rỗng, không thể nào sáo rỗng hơn được. Em sống sung túc, quá đầy đủ về vật chất, nhưng sống được là nhờ nghĩ đến anh, nghĩ về tương lai hai chúng ta. Nếu không có anh là điểm tựa, vô hình, thì chắc em sẽ buông xuôi. Nhưng giờ sắp xong rồi, mọi giấy tờ đã sang tên em. Lão già, chồng em ấy, chẳng còn được mấy nước nữa, sắp chết rồi. Lúc ấy em sẽ thành người tự do, và chúng mình sẽ lại như trước, nhưng sẽ hạnh phúc hơn, vì chẳng phải lo nghĩ gì nữa. Em có thể nuôi anh học đến tiến sĩ. Nghĩa là sao, em nói gì? Tôi giật mình. Chồng em, lão ấy đang trong bệnh viện, bác sĩ bảo sắp đi rồi. Ngày ấy em nghĩ chỉ bằng cách vậy chúng ta mới giàu lên nhanh được, mới trụ lại thành phố này được. Đã mấy lần em định đầu độc lão mà không dám, dù sao cũng khoảng 10 ngày nửa tháng nữa thôi, em sẽ là người tự do, anh vẫn yêu em chứ? Giọng nàng lạnh, tôi như nhỏ bé đi trước ánh mắt nàng, Thụy ngày xưa đâu có thế. Tối qua tôi bất ngờ nhận được điện thoại của nàng, sau hồi hỏi chuyện qua loa, nàng hẹn chiều nay gặp ở quán hai đứa trước đây vẫn thường đến. Cuộc điện làm gián đoạn những suy nghĩ, buông bút với để cường đang viết vòng mạch, leo lên giường mà không tài nào ngủ được. 6 năm, khoảng thời gian ấy chưa thể gọi là ngày sửa, nhưng có thể nói là ngày xưa, vì đơn giản nó không phải ngày hôm qua. 6 năm trước, phải, đúng hơn là 8 năm, từ khi chúng tôi bắt đầu yêu nhau, cái sự gặp và quen hết sức tình cờ. Tôi, sinh viên công nghệ sinh học, ở đại hội sinh viên nghiên cứu khoa học toàn thành năm ấy, đề tài của tôi được đánh giá cao. Nàng giới thiệu là sinh viên báo chí, muốn viết bài về tôi, viết rồi thành thân, thân tới yêu cũng chỉ là một đoạn khoảng cách. Từ khi gặp nàng, dường như có luồng sinh khí mới chạy dọc vào cuộc sống vốn đơn điệu của tôi. Thụy quất lấy tâm hồn tôi, Thụy khuấy tâm hồn tôi lên, và tôi chết lặng, lâng lâng đón nhận. Những bài toán thí nghiệm, đồ án sẽ thiếu sắc sảo nếu như không có những cuộc dạo chơi của hai đứa, không có những buổi ngồi cà phê hay đơn cử là những lúc hai đứa ngồi lặng thinh, chỉ để nhìn nhau, lắng theo hơi thở của nhau. Chúng tôi đến với nhau như sự chờ đợi của cả hai, được cuộc sống sắp đặt từ lâu trước đó. Học báo chí, nàng sắc sảo và nhanh nhạy, nàng luôn nói nhiệm vụ của tôi là học và nghiên cứu. Người như tôi không nghiên cứu thì lãng phí, mà lãng phí chất xám là thứ lãng phí nhất. Nhiều năm tôi mơ về mái ấm, nhỏ thôi, đơn sơ thôi, nhưng nơi ấy có rất nhiều nắng, một vườn hướng dương là loài hoa nàng thích, và tới ba bé gái rồng rắn lên mây. Nàng từng nói sẽ sinh thật nhiều con gái mà, để tôi thành người đẹp trai nhất trong nhà. Nhưng ai cho sinh nhiều thế, lần hai em sẽ sinh đôi, và nàng cười lấy lắc. Tôi kể giấc mơ với nàng, nàng cười, thích cái khung cảnh ấy, nhưng ở giữa là một ngôi biệt thự, phải sống thật sung túc, sống cho ra sống. Có lẽ đây là điều duy nhất tôi và nàng không gặp nhau trong ý nghĩa. Tôi chỉ mơ cuộc sống nhẹ nhàng, biết đủ là đủ, nàng bảo, ai cũng như anh thì đất nước mình không phát triển được. Nhưng chỉ có vậy, rồi chúng tôi lại xô vào nhau mà yêu và sống. Chờ ngày ra trường, chờ ngày nên nghiệp, chờ thực hiện ước mơ, một gia đình và những đứa trẻ, chờ ngày mai. Chiều mưa đầu hạ, chẳng hiểu sao năm ấy trời ngột và oi nồng đến lạ kỳ. Thành phố là cái lò khổng lồ bức bách, tất cả như há miệng chờ mưa. Cơn mưa đầu hạ đến muộn trễ chàng. Ngay khi chúng tôi từ giấc mơ thiên đường, ăn mừng vì tôi đã bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp, thì những hạt mưa bắt đầu đi những đường kim khâu lên mặt hồ trước mặt. Nàng cười giòn tan, vừa chạy vừa hứng mưa, chúng tôi ra tới sông Hồng lúc nào không hay. Mưa ngớt, gió lồng lộng, hát hương phù sa lên đến ngọn lòng. Chạy nhảy chán, chúng tôi tựa vào nhau, thiếp đi. Khi tỉnh lại, đúng hơn là mũi cắn mà tỉnh, thì đã gần 10 giờ khuya. Không kịp về, chúng tôi vào nhà nghỉ gần đó. Và đêm ấy, sau 2 năm, chúng tôi thực sự là của nhau. Sau những giây phút ấy, nàng xúc vào nách tôi, thủ thỉ đủ chuyện, nhiều lắm. Tôi không nhớ rõ, nhưng có câu:
Có lẽ em phải làm một cái gì khác, không thể cứ mãi sống vật vờ thế này được, anh chờ em được chứ? Lúc ấy, nàng nói những chuyện vu vơ sau phút giây thăng hoa, rồi thôi. Tôi hôn nhẹ nàng thay câu trả lời, và cả hai dần dần ngủ lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy thì nàng đã đi, không một mẩu giấy hay gì đó nhắn lại. Những ngày sau đó tôi luôn trong trạng thái một nửa hồn mất, một nửa hồn hóa dại khờ. Lục tung cả thành phố, mọi ngõ ngách hai đứa từng qua, ở đâu cũng thấy hình bóng nàng, nhưng là ảo ảnh. Tôi tranh trao, chơi với, tôi không nghĩ nàng là Giáng Uyên, tôi càng không phải là Từ Thức. Cuộc sống với tôi mới bắt đầu, vậy mà nàng đi, như hát sôi nước vào ngọn lửa mà chúng tôi phải rất chật vật mới nhẹ nhóm lên được. Sau 2 năm, không biết nàng đang làm gì ở đâu, trên mặt đất bụi bặm và lắm bon chen, kèn cựa này. Rất lâu sau đó tôi mới tìm lại được sự quân bình trong lòng mình, bằng công việc, dù là sự quân bình tương đối. Tôi sống thoi thóp bằng đồng lương hành chính ở một phân viện khoa học. Niềm đam mê nghiên cứu cứu rỗi tôi, tưởng rằng mọi thứ đã xa, xa vô cùng. Ấy vậy mà, lại nhận được điện của nàng. Sau 6 năm, sau khi mọi thứ đã ngủ ngoan, ngủ say ở thì quá khứ. Tôi theo nàng ra lại sông Hồng, tôi đi với tâm trạng chơi với rất khó định vị trong lòng. Có cái gì đó như là vui vui, lại xen lẫn sợ sệt. Nàng thì vui, như trở lại thuở xưa. Nhìn trong ánh mắt nàng, tôi đọc được, không còn vẹn nguyên tinh khôi nữa. Ánh mắt nhuốm màu thương trường và toan tính. Phải chăng nàng đã tính cho nàng, cho tôi, cho tương lai hai đứa? Ngày mai sẽ ra sao? Bao câu hỏi nhảy múa, tôi lạc vào ma trận của nàng, hay của chính tôi. Nàng mời tôi về nhà dùng bữa, và lại, nàng muốn giới thiệu căn nhà với tôi. Tôi sững người vì ngôi nhà nàng đưa tôi vào, chính là căn nhà nghỉ ngày xưa, nàng cười ý nhị. Em đã mua căn nhà này, dù chủ nhà không muốn bán, nên giá khá cao, nhưng em chấp nhận, em muốn giữ lại tất cả những gì đẹp nhất mà chúng ta đã có. Em mua và sửa lại chứ chưa ở. Em vẫn chờ một ngày, em và anh cùng bước vào và ở lại ngôi nhà này. Anh thấy thế nào? Bài trí rất đẹp, không gian hiện đại nhưng vẫn ấm cúng. Tôi trả lời trơn tuột sách vở, vì ngay khi mới bước vào nhà, cái đêm hôm xưa lại thức tỉnh cựa quậy. Tôi nôn nao, nhưng em muốn dành cho anh một bất ngờ. Nàng kéo tay tôi chạy đến gác hai, tôi như thành con rối trong tay nàng. Hình như tôi chạy theo nàng ngoan ngoãn, và chút hồi hộp. Nàng mở cửa phòng, anh nhớ không, đây là căn phòng mà 6 năm trước, chúng ta đã... Em có sửa lại, riêng cái giường em vẫn giữ lại để nguyên chỗ cũ. Tôi thẫn thờ, miết tay xuống drap, tất cả như mới trải qua. Hôm qua thôi, đôi bàn tay ôm ngang ngực tôi, từ phía sau, lưng tôi mát lạnh, rùng mình. Anh nghĩ gì vậy? Nàng hỏi. Thì ra là hiện tại, nàng trong bộ lụa mỏng bước ra từ phòng tắm lúc nào không hay. Tôi quay lại, chúng tôi sâu vào nhau trong cơn mưa hôn, như sa mạc khát nước được mưa. Nhưng khi bàn tay tôi tới dần cái dây áo nàng, kéo xuống thì tôi sững lại. Anh sao vậy? Nàng giật mình, rồi như chợt hiểu khi tôi vẫn nhìn chân chân vào ngực nàng. Là lão ấy đấy, tất cả những vết thương trên người em là lão ấy để lại. Bình thường lão ấy rất thương và chiều em, nhưng khi gần gũi thì quái đản. Không lần nào lão ấy không cào cấu và cắn xé em, xong lại không kìm nén được. Xong lại xin lỗi rồi lặp lại. Lão ấy bảo những lúc ấy không kìm nén được, em đã định mấy lần bỏ, nhưng nghĩ đến ngày gặp lại anh, tương lai hai đứa, nhưng ngày hôm nay em đành cắn răng chịu. Nàng dù gì nói, dù gì kể, tai tôi bắt đầu ù đi, đầu tôi như không biết gì nữa. Không dưng hình ảnh rượu trên ngang vào theo phương thẳng đứng. Tôi không thể. Nếu tiếp tục tôi sẽ trở thành như nàng 6 năm trước, và rượu lại là nạn nhân của tôi. Không thể, tôi yêu rượu mà, chúng tôi sắp cưới. Đã quá khuya, nhưng tôi vẫn về phòng rượu. Rượu chính là người kéo tôi lại, trao cho tôi dư vị tình yêu sau 4 năm chỉ biết công việc, nghiên cứu. Hơn một lần, rượu và mẹ dục tổ chức mà tôi vẫn khất lần chờ xong đề tài đầu đời của mình ở viện. Rượu mở cửa, giật mình cho bộ dạng ngái ngủ. Tôi ôm ghì lấy em, siết mạnh và hôn lên em tới tấp, cho đến khi rượu đập tay vào lưng tôi mới như bình tĩnh. Mai chúng mình về quê nhé, anh muốn cưới em bây giờ. Anh làm sao thế, có chuyện gì à? Em cứ biết vậy đã, anh sẽ kể sau, đừng hỏi anh lúc này. Rượu rúc vào ngực tôi thấy mình bình yên đến lạ, siết chặt rượu vào mình hơn. Không biết giờ Thụy ra sao, có lẽ ngày mai, thật sớm, tôi và rượu sẽ gặp Thụy rồi mới về quê. VTC Now.